Trời ơi, bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi, bay ơi. Bay ơi. Một ngày làm này làm kia của sòi báo sẽ như thế nào? Hôm bữa cô y tá còn bế chứ hôm nay cô bận rồi. Nhưng mà để đề phòng thằng sòi nó không có báo thì cô cử thằng lính cổ ra nè mọi người. Nhiệm vụ của thằng lính này là canh chừng nhất cử nhất động thằng sòi. Có vẻ thằng sòi cũng rất sợ thằng lính canh đó. Cộng thêm đang ngồi rén thằng lính tự nhiên có cái bé kia tới nói vậy nè. Mẹ ơi mẹ, lại đây coi nè mẹ. Ở đây có con mèo gì mà bự như con heo vậy đó. Trời ơi, cái đầu của nó còn bự hơn cái đầu của con nè mẹ. Hồi về nhà bị sang chấn tâm lý bởi câu nói đó, cho nên là vừa về một cái lao vô tập thể dục liền để mà giảm số đo vòng đầu nè. Nhưng mà tốc độ tập của sòi còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa, mới tập mới được có 10 giây mà nghỉ rồi đó. Kể mọi người nghe, con sòi ngoài cái chuyện mà báo chúa ra, nhiều khi cũng hài hước lắm nha. Em ơi. Chán. Ngon nhờ. Xoay gương nữa hả? Không xoay gương hả? Ai mới xấu dữ vậy? Trời, thằng nào xấu dữ vậy? Hả? Trời ơi, thằng nào mà xấu dữ? U là trời, lại có thằng nào xấu dữ hả? Lại có liền. Trời ơi, thằng nào mà vừa luôn vừa xấu vậy trời. Nhưng mà hài hước cũng được một xíu thôi, báo vẫn hoành báo thôi à. Điển hình là khúc này nè, nó thèm ăn bánh cá dữ lắm rồi đó, nó xin nhưng mà cậu nó cũng nhây. Muốn nó vận động một xíu, có làm thì mới có ăn cho lui thông máu huyết. Nhưng mà thằng này nó không chịu được nha, nó vội lắm, nó là phải ăn liền nó mới chịu cơ. Không cho nó ăn thì nó bỏ đi chứ mắc gì đứng đó nữa. Nhưng mà là bỏ đi ăn trộm nha, ôi là trời, tiếp gì hả cái bịch bánh cá chút xíu, tao vô một cái thùng to đùng tăng trộm cho tụi bay coi. Ăn chi cái bịch bánh cá chút xíu, ăn là phải ăn cái thùng này mới đã cái nư nè.